Thưa quý vị, cùng với thành phố Huế, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, môi trường hiện đã được một số địa phương trong tỉnh triển khai. Tuy chưa thực sự phổ biến, nhưng tại các địa bàn triển khai hệ thống giám sát này cho thấy những hiệu quả mang lại là rất lớn. Trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, thì việc huy động tốt nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera giám sát đang được người dân rất đồng tình, hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về mô hình này tại xã Quảng Thái, địa phương đầu tiên của huyện Quảng Điền triển khai thực hiện chương trình xã hội hóa lắp đặt camera. Chị Hoàng Thị Thủy, chủ cửa hàng điện máy Châu Thủy ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, là một trong những người dân đầu tiên hưởng ứng tích cực chương trình xã hội hóa camera an ninh do Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thái phát động đầu tháng 9 năm 2019. Bản thân chị nhận thức được sự cần thiết trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như gìn giữ môi trường trên địa bàn mình sinh sống. Thấy cái này là rất hay để cho người dân yên tâm hơn. Thì lỡ có trộm cắp dù có lắc vác nữa thì cũng đỡ ra. Lãnh đạo địa phương thì mong muốn là làm thế nào đó để kịp thời xử lý tình trạng trên, thực hiện theo cái chủ trương là hưởng ngày chủ nhật xanh của chủ tịch ban tỉnh và xây dựng môi trường của địa phương ngày càng sạch đẹp. Xã Quảng Thái là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương có tuyến tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 11C chạy ngang qua, có rất nhiều phương tiện tải trọng lớn đi lại gây hư hỏng đường và một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác, xác động vật gây ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn xã trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ trộm cắp với quy mô, hình thức phức tạp và một số đối tượng lừa đảo bán hàng kém chất lượng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành theo dõi, điều tra, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Việc lắp đặt camera theo dõi trên các tuyến đường chính được xem là giải pháp thiết thực hiện nay. Tuy nhiên, nguồn kinh phí lắp đặt và vận hành hệ thống camera không hề nhỏ, địa phương lại là một xã nghèo. Chính vì vậy, việc người dân hưởng ứng ủng hộ kinh phí lắp đặt hệ thống camera sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, môi trường trên địa bàn. Thì khi mà địa phương phát động cái chủ trương này, thì nhận được sự hỗ trợ và đồng tình ủng hộ rất lớn của bà con. Đa số bà con cũng mong muốn. Sớm lắp đặt hệ thống này để có phần bảo vệ an toàn về an ninh trật tự, cái thứ hai là chúng ta để bảo vệ môi trường. Khi phát động trên mạng xã hội thì bà con đồng hướng của Quảng Thái trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh và kể cả nước ngoài, bà con cũng rất đồng tình, đồng thời là gọi điện về chia sẻ. Cái thứ hai là có cái đóng góp để hỗ trợ kinh phí gửi về cùng với địa phương để chúng ta lắp đặt camera. Việc triển khai lắp đặt ban đầu hệ thống camera tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ phát huy tác dụng tích cực, giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường trên địa bàn xã Quảng Thái. Đây cũng là địa phương đầu tiên của huyện Quảng Điền thực hiện xã hội hóa chương trình thiết thực này nhằm hưởng ứng chủ trương của lãnh đạo tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn liền với ngày chủ nhật xanh, cũng như gắn với mục tiêu xây dựng xã Quảng Thái đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.